doanh thu sụt giảm, cạn tiền mặt, nhân sự giỏi rời bỏ bạn, chủ doanh nghiệp đang nghẹt thở kêu trời. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp phải những vấn đề dưới đây? Doanh thu liên tục giảm sút, thiếu vắng khách hàng. Làm thế nào marketing để khách hàng tự tìm đến với bạn? Làm thế nào để xây dựng đội nhóm chiến binh bán hàng? Làm thế nào tăng doanh thu hiện tại thêm 2 đến 10 lần? Doanh nghiệp của bạn đang cạn vốn, thiếu tiền mặt. Làm thế nào để huy động vốn từ 500 triệu đến 50 tỷ? Doanh nghiệp của bạn đang bị đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Làm thế nào chọn đúng mô hình và chiến lược phát triển cho doanh nghiệp? Người tài rất áo ra làm riêng và trở thành đối thủ của bạn. Làm thế nào để thu hút và giữ chân nhân tài gắn bó với doanh nghiệp? Doanh nghiệp của bạn làm mãi không thấy tiền. Làm thế nào để gia tăng tiền mặt? Những sai lầm quản lý tiền mà chủ doanh nghiệp thường mắc phải. Bạn đã trải qua 2 đến 3 thương vụ kinh doanh đầu tay thất bại. Công việc kinh doanh nhiều vấn đề mệt mỏi, không có thời gian cho gia đình. Làm thế nào để tiền làm việc cho bạn? Chúng tôi sẽ giúp bạn với khóa học miễn phí 3 ngày Trí tuệ đầu tư 5.0 của giảng viên Nguyễn Thành Tiến, nhà đào tạo kinh doanh và đầu tư hàng đầu Việt Nam. Sáng lập tổ chức giáo dục Nick từ 2012, đã đào tạo hơn 200.000 người về kinh doanh và đầu tư trong 10 năm qua. Ông là đa triệu phú, sở hữu tòa nhà cho thuê, khách sạn, khu du lịch, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đã cố vấn chuyên sâu cho hơn 90 doanh nghiệp có doanh thu từ vài tỷ đến hàng nghìn tỷ trên một năm. Khóa học hoàn toàn miễn phí, bạn không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Hãy đăng ký ngay hôm nay.